Chào mừng quý vị và các bạn đến với video phân tích và nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam tuần 15 tháng 1. Sau 2 tuần tăng liên tục thì VN đã có cái phản ứng nhất định tại cái vùng hợp lưu rất mạnh mà chúng ta đã đề cập trong tuần trước. Và VN trong tuần này không tăng không giảm, vẫn đóng cửa ở cái ngưỡng 1154,7 điểm. Và cây nến tuần là một cây nến con xoay tức là nó thể hiện cái sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Khi mà chúng ta chuyển sang khung nến ngày thì đã thấy có những cái tín hiệu thậm chí là xác nhận đảo chiều đi xuống. Thế nhưng đây cũng chỉ là cái thế nến đảo chiều đầu tiên sau cái xu hướng tăng dài, thế nên cái độ tin cậy của nó cũng là thấp nhất và cái tỷ lệ khá cao là trong thời gian tới VN Index &E sẽ đi ngang và chiến lược của chúng ta trong tuần tới thậm chí là trong nhiều tuần tới sẽ là giảm bớt tỷ trọng. Chúng ta sẽ chỉ để khoảng tầm 50% tài khoản ở trên thị trường thôi. Chiến lược của chúng ta chỉ đơn giản vậy thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả những cái mã riêng lẻ mà mọi người đã yêu cầu tìm nhận định nhá. Đầu tiên chính là điểm bán của VGS. Đối với cả VGS thì tôi sẽ bật khung nến tuần để mọi người có thể nhìn rõ hơn tổng quan hơn. Ở đây thì chúng ta thấy rằng cái đỉnh cũ chính là cái mốc 24 đã một lần nữa chạm vào và không thể vượt qua. Và thậm chí ở đây chúng ta đã có lần thứ ba có cái thế nến đảo chiều đi xuống và hai cái thế nến đảo chiều lại xuất hiện ở rất gần nhau, vâng rất sát nhau chỉ cách nhau có vài ngày thôi. như vậy là cái lực bán ở cái vùng đỉnh cũ này nó đang rất mạnh. vậy thì chúng ta nên bán nhá. HAH có bán được hay không? HAH hiện tại thì chúng ta cũng thấy rằng đang ở cái vùng đỉnh cũ. thế nến đảo chiều thì nó chưa thực sự rõ ràng, mặc dù đã có. để có một cái nhìn tổng quan hơn thì tôi sẽ chuyển sang khung nến tuần. Với khung nến tuần thì ở đây mọi người cũng dễ dàng có thể nhìn thấy rằng Trong vài tuần trở lại đây, đặc biệt là cái ngay cái tuần gần đây nhất Thì chúng ta đã có một cái cây pin ba với cái bóng nến ở phía trên rất dài Và nó xuất hiện ở ngay cái đỉnh cũ, chính là cái vùng giá tầm 40 Và với cái thế nến như thế này thì rõ ràng là cái lực bán đang rất mạnh Tất nhiên đó là khung tuần, còn ở khung ngày thì chúng ta chưa có được cái tín hiệu nó, nó thực sự rõ ràng lắm Và theo ý kiến của tôi thì chúng ta sẽ bán trước một phần, chúng ta giảm tỷ trọng đi có thể là chúng ta sẽ bán trước 1 phần 3 hoặc là bán trước một nửa Nó phụ thuộc vào cái tỷ trọng so với cả cái tổng số vốn Bạn cần đong đo đến lòng sau đó để chúng ta hạ cái tổng số vốn của chúng ta xuống còn khoảng 50% thôi Oi có bán được hay không? Vâng, mang tiếng là tổng công ty dầu Việt Nam thế nhưng lại ở trên sàn Upcom Và những cái cây nến thì trông như là những cây đinh Nhìn khá là đau mắt Hiện tại thì Oi đang ở một cái vùng hỗ trợ rất mạnh Đó chính là cái vùng đáy cũ cái đáy cũ này nó hình thành từ giữa năm ngoái, cụ thể là rơi vào khoảng tầm tháng 6 năm ngoái cho tới bây giờ. Và đương nhiên rồi, khi mà chúng ta đang ở hỗ trợ thì không có lý do gì để chúng ta bán cả, chúng ta vẫn tiếp tục giữ. Chỉ khi nào thủng hỗ trợ tức là thủng cái ngưỡng 9.8 này này, đóng cửa dưới 9.8 thì chúng ta sẽ bán. LTG có bán hay không? LTG hiện tại thì đang ở một cái vùng cản khá là mạnh, đó chính là cái vùng gáp ở đây. Vâng, tôi sẽ kẻ một cái vùng gáp ở đây Cái vùng gáp này nó rơi vào khoảng từ 26 đến 27 Và cái phản ứng đầu tiên của LTG đó chính là từ cái vùng cản này bật xuống Thế nhưng nó lại không phải bật mạnh lắm Nó chỉ là những cái cây nến lưu diêu nhỏ nhỏ thôi Và đến bây giờ thì chưa có bất kể cái tín hiệu đảo chiều đi xuống nào Sau lần chạm thứ hai Đối với cá nhân tôi thì tôi sẽ tiếp tục chờ đợi xem là LTG sẽ có phản ứng tiếp tục như thế nào. Thì lúc đó tôi mới hành động. Còn nếu như bạn đang để một cái tỷ trọng tiền lớn trong thị trường thì theo tôi chúng ta hoàn toàn có thể là bán trước một phần để hạ cái tỷ trọng tài khoản của chúng ta xuống mức an toàn. Và mức an toàn là cái mức nào thì tôi có nói ở đầu video rồi. Tôi cứ nói đi nói lại thì nó sẽ bị lặp lại nhiều quá. Nếu như bạn nào chưa xem thì có thể là quay lại đầu video để xem lại nhá. Pet có bán được hay không? Pet hiện tại đang ở một cái vùng cản rất mạnh đó chính là cái vùng giá 26. Và theo như lý thuyết thì thủng 26 chúng ta mới bán còn bây giờ thì hoàn toàn có thể giữ vpb có điểm mua hay không với cây nến tuần ở thời điểm hiện tại thì tôi thấy rằng vpb cũng đã có những cái tín hiệu khá là ổn tất nhiên là chưa đủ cho việc mua còn khung ngày thì sao khung ngày tôi thấy cũng khá ổn đấy chứ có cái dòng tiền mới vào này đó à, tiếp tục duy trì được dòng tiền mới như vậy là vpb với cá nhân tôi thì thấy khá là ổn và có thể mua được tất nhiên là chúng ta sẽ phải mua với một cái tỷ trọng hợp lý Hợp lý ở đây đó chính là chúng ta sẽ mua trước với cái tỷ trọng nhỏ thôi. Nếu như trong vài phiên tới VPB có những cái xu hướng, có những cái cây nến nó thuận lợi cho cái việc mua của chúng ta thì lúc này chúng ta sẽ gia tăng tỷ trọng. BCC có mua được hay không? Nếu như xét về sóng thì BCC chưa ổn lắm, nhưng nếu như chúng ta xét về nến và xét về thanh khoản thì BCC khá là ổn. Và với cá nhân tôi thì tôi sẽ mua trước một phần ở đây. Bởi vì dù sao BCC nó vẫn chưa phá được cái vùng đỉnh cũ chính là cái mức giá 10 Và các bạn cũng biết rồi Cái mức giá 10 này nó gần như là một cái giá vô cùng là định mệnh Bởi vì vượt được 10 là sẽ thoát được cái kiếp penny Do như vậy là chúng ta sẽ mua trước một phần nhá Vượt 10 chúng ta gia tăng tỷ trọng IDC có mua được hay không? Tất nhiên về mặt lý thuyết và sóng thì chúng ta có thể mua được Cái mà tôi nghi ngại ở đây đó chính là cái phần thanh khoản Nó chưa thực sự có được sự bứt phá và nếu như bạn thích lắm thì hoàn toàn có thể là mua IDC được. Tất nhiên là với một cái tỷ trọng nhỏ. Còn trong cái trường hợp mà ngoài IDC ra bạn đã có những cái mã khác rồi thì IDC chúng ta có thể bỏ qua. LSS có mua được hay không? LSS đang ở một cái vùng hỗ trợ khá là tốt, đó chính là cái ngưỡng 11. Ở cái ngưỡng hỗ trợ này lại đang có những cái tín hiệu nến khá là ổn. Đây đó chính là những cái cây nến ở ngay trong tuần vừa rồi thôi thanh khoản chúng ta cũng đã có một cái cây tăng đột biến. Như vậy là hoàn toàn có thể là mua LSS với một cái tỷ trọng nhỏ trước. Nếu như trong vài phiên tới mà có cái phiên bật mạnh lên thì chúng ta sẽ gia tăng tỷ trọng. TIG có mua được hay không? Ở đây thì chúng ta thấy rằng TIG đang ở cái đáy cũ của cái con sóng đi ngang. Đó chính là cái mức giá 11,8. Mặc dù ở hỗ trợ thế nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ mua luôn. Bởi vì rõ ràng là trong khoảng thời gian gần đây Chúng ta xét tổng thể trong cái con sóng đi ngang này Thì TIG lại không được đẹp lắm Và có một cái tỷ lệ khá cao là sẽ phá luôn cả cái ngưỡng 11,8 này Vậy thì TIG tốt nhất là chúng ta cứ tạm để đấy để quan sát đã Và TIG cũng chính là cái ma cuối cùng trong video tuần này Mọi người nhớ like, share, đăng ký để ủng hộ team nhá. Chúc cả nhà mình sang tuần sau giao dịch thật là tốt Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại Bye.